Chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình canh được một lần đi đào kho báu nha bạn. Buổi tối hình như 7-8 giờ hôm qua thì nó có mở một đợt hình như được mười mấy phút á mấy bạn. Mười mấy phút á, không biết là bao nhiêu, lúc mình lên là còn có 11 phút à. Chắc tầm nửa tiếng hoặc một tiếng á. Cái này bạn mình nó phát hiện xong rồi nó kêu mình lên chứ mình cũng không biết là giờ này có luôn ấy bạn, đây nó không có thông báo. Tới 12 giờ tối nay, 12 giờ tối hôm qua tới 2 giờ sáng hôm nay á thì nó sẽ ra thêm một đợt nữa là 2 tiếng đồng hồ với bạn. Không biết 10 phút này nó ra có ru không nữa trời. Bạn mình á thì nó full bộ đồ rồi nên nó đi theo mình, nó mở, nó kiếm gương cho mình mở đó hả. Hy vọng là sẽ có gương nha các bạn. Rồi tôi kiếm bộ đồ ra, bảo hổm tôi thức tới 2 giờ 3 giờ sáng luôn mà không có bộ đồ. Tôi buồn gì đâu mà tôi buồn luôn. Đào đó hình như được 9, 8 hay 9 cái gương vậy á, với mấy cái khoáng sản lớn luôn. Thường gương nó sẽ xuất hiện sau sau khoáng sản lớn rồi bạn. Có khoáng sản lớn xong một chút sau thì sẽ có gương á. Thường nó sẽ đứng ở vị trí là chỗ cái mỏ neo này nè, nấu qua cái cầu bên kia, cái hình tam giác từ chỗ này á, nấu qua cái cầu bên kia theo hình tam giác lại khúc đó nó xuất hiện nhiều lắm luôn các bạn. Gương nó nằm ở vị trí ở chỗ đó không á. Trời ơi, đã 4 phút trôi qua mà mình chưa làm được một cái khoáng sản lớn nào luôn mấy bạn. Thường mình đi cái này á phải từ nguyên một ngày mình mới đào hên xui mới ra, chứ còn đi 10 phút này thì xác suất ra cực thấp luôn nha các bạn, hầu như là không ra luôn á. Mở mà cái kiểu này thì nó thường nó sẽ mở cho mình đào cho nó vui vậy thôi, chứ chứ không có xác suất mà tìm gương thì ít lắm nghe bạn. Giống như đào cho mình đỡ đỡ ghiền đào kho báu vậy các bạn.
Nếu mà mở cả ngày thì như hôm chủ nhật mấy cuối tháng trước hay gì á, cuối hay đầu tháng trước gì nó có xe có mở ra một đợt, thì đợt đó mình đào cũng được 8 cái gương với lời được khoảng 20 ca vàng, 20 ngàn đô với bạn, chứ không có ít đâu nha. Đào một ngày luôn mấy bạn lời cũng khó, cũng có hai mấy ngàn á, đào lời dữ lắm. Nhưng mà phải mở nguyên một ngày chứ còn mở mấy tiếng này đào rồi rất là lỗ luôn. Nó có ra khoáng sản lớn thì mình mới có lời nghe bạn, chứ đào đào chay chỗ này nè, trừ tiền mình mua xẻng lời cũng không được khoảng bao nhiêu hết, thường 50 đến 100, mà còn khoáng sản lớn mở ra tới 1 đến 2 ngàn lận. Thường ở mấy cái đảo này cũng cũng hay ra gương lắm nha các bạn. Nhưng em mình đi theo mình không biết làm gì nữa trời. Còn 3 phút cuối không biết có gà gù hay không nữa trời ơi. Nãy giờ chưa thấy ai được cường khoáng sẵn lớn nó gì cho nghe bạn. Ê có người mở ra gương này kìa các bạn. Đó, mấy bạn thấy không, đứng ngay cái hình phía vuông rồi cây cầu gãy đến cái mũi neo bên phía này nè là nó ra gương liên tục luôn. Khoáng sản lớn cũng nằm ở phía bên bển luôn bạn, nó mới đào ra luôn mấy bạn. Cái tam giác quỷ này nè là nó ra hoài luôn á, đợt trước nó cũng ra chỗ này khoảng đâu 7 cái gương luôn mấy bạn, 7 cái gương liên tục nó ra ở vị trí đó không luôn á. Nhưng mà thường bạn ấy mở ra gương rồi thì tầm 10 phút sau hoặc nửa tiếng nó mới reset lại một lần nha các bạn. Nên thường mà bạn nào mà ra gương rồi á thì mấy bạn nên hạn chế đào để chờ 10 phút sau hoặc hơn 10 phút sau mấy bạn hãy mở tiếp. Đào tiếp á, nó mới xác suất ra gương cao. Rồi xong, coi như là còn phút mấy này vô đào chơi rồi đó, tốn hết 1.500 đô của mình mà không làm được gì hết. Trời, ví dụ giờ mà nó cho cái gương của mình á, giờ đào không kịp mới tức nè, đào cái gương rất là lâu luôn. Còn video của mình đến đây đã kết thúc rồi nha các bạn. Nếu mấy bạn thấy hay, hữu ích đó, thì mấy bạn nhớ cho mình một đăng ký nha mấy bạn, để nhận những video mới nhất từ mình, những thông tin game có thay đổi như thế nào, sự kiện mới ra sao, những đồ như thế nào, mình sẽ update nhanh nhất cho mấy bạn luôn nha mấy bạn. Giờ kho báu đã đóng lại rồi. Rồi mình đi kiếm thêm 14 giây nữa coi sao. Rồi 9 giây nữa.
Rồi kho báo đóng lại nha các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại ở video sau. Nhớ bấm đăng ký giùm mình nha. Cho mình xin một đăng ký và một chia sẻ nha các bạn. Nếu mấy bạn thấy hay và hữu ích, xin cảm ơn mấy bạn. Hẹn gặp lại vào đi video sau.